Ôn tập, tổng kết. Một la mã, ôn tập học kỳ 2. Các em hãy điền vào bảng 66.1 những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng. Bảng 66.1, các cơ quan bài tiết. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các cơ quan bài tiết chính. Cột 2, sản phẩm bài tiết. Hàng thứ 2, cột 1, phổi. Hàng thứ 3, cột 1, da. Hàng thứ 4, cột 1, thận. Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn chỉnh bảng 66.2. Bảng 66.2, quá trình tạo thành nước tiểu của thận. Các em kẻ bảng gồm có 4 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu. Cột 2, bộ phận thực hiện. Cột 3, kết quả. Cột 4, thành phần các chất. Hàng thứ 2, cột 1, lọc. Cột 2, cầu thận. Hàng thứ 3, cột 1, hấp thụ lại. Cột 2, ống thận. Hàng thứ 4, cột 1, bài tiết tiếp. Cột 2, ống thận. Hoàn chỉnh bảng 63.3, cấu tạo và chức năng của da. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các bộ phận của da. Cột 2, các thành phần cấu tạo chủ yếu. Cột 3, chức năng từng thành phần. Hàng thứ 2, cột 1, lớp biểu bì. Hàng thứ 3, cột 1, lớp bì. Hàng thứ 4, cột 1, lớp mỡ dưới da. Bảng 66.4, cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 để chống. Cột 2, các bộ phận của hệ thần kinh. Cột 3, não. Tại cột 3, các em kẻ thêm 3 cột nhỏ. Cột nhỏ thứ nhất, trụ não. Cột nhỏ thứ hai, não trung gian. Cột nhỏ thứ ba, đại não. Cột 4, tiểu não. Cột 5, tủy sống. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 7 cột. Hàng thứ hai, cột 1, cấu tạo. Từ cột 2 đến cột 7, các em kẻ đôi thành hai hàng. Hàng trên, bộ phận trung ương. Hàng dưới, bộ phận ngoại biên. Ở bộ phận trung ương, các em cũng kẻ thành hai hàng tiếp. Hàng trên, chất xám. Hàng dưới, chất trắng. Cột 3, ở cột 1 nhỏ, các nhân não. Cột 2 nhỏ, đồi thị và nhân dưới đồi thị. Cột 3 nhỏ, vỏ đại não, mở ngoặc, các vùng thần kinh. Hàng thứ 2 nhỏ của bộ phận trung ương là chất trắng, ở cột 2 nhỏ, nằm xen giữa các nhân. Cột 3 nhỏ, đường dẫn truyền, nối hai bán cầu đại não và với các phần dưới. Cột 4, đường dẫn truyền, nối vỏ tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh. Ở bộ phận ngoại biên, cột 1 nhỏ, dây thần kinh não và các dây thần kinh đối giao cảm. Ở cột tủy sống, thứ nhất, dây thần kinh tủy. Thứ hai, dây thần kinh sinh dưỡng. Thứ ba, hạch thần kinh giao cảm. Hàng thứ ba, cột 1, chức năng. Các em hãy so sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng bằng cách hoàn chỉnh bảng 66.5. Bảng 66.5, hệ thần kinh sinh dưỡng. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 để chống. Cột 2, cấu tạo. Tại cột 2, các em chia đôi thành hai cột nhỏ. Cột nhỏ thứ nhất, bộ phận trung ương. Cột nhỏ thứ hai, bộ phận ngoại biên. Cột 3, chức năng. Hàng thứ 2, cột 1, hệ thần kinh vận động. Cột 2, ở phần cột 1 nhỏ, não. Thứ 2 là tủy sống. Hàng thứ 3, cột 1, hệ thần kinh sinh dưỡng. Hệ thần kinh sinh dưỡng có hai phần, giao cảm và đối giao cảm. Các em chia đôi hàng này thành hai hàng nhỏ. Hàng nhỏ thứ nhất là giao cảm, hàng nhỏ thứ hai là đối giao cảm. Cột 2, ở phần cột 1 nhỏ, sừng bên, tủy sống. Hàng dưới, ở đối giao cảm là trụ não, đoạn cùng tủy.
Các em hãy điền vào ô trống ở bảng 66.6 những nội dung thích hợp mà em biết. Bảng 66.6, các cơ quan phân tích quan trọng. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, để trống. Cột 2, thành phần cấu tạo. Ở cột 2, các em chia thành 3 cột nhỏ. Cột nhỏ thứ nhất, bộ phận thụ cảm. Cột nhỏ thứ hai, đường dẫn truyền. Cột nhỏ thứ ba, bộ phận phân tích trung ương. Cột 3, chức năng. Hàng thứ hai, cột 1, thị giác. Hàng thứ ba, cột 1, thính giác. Các em hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai vào bảng 66.7. Bảng 66.7, chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 để trống. Cột 2, các thành phần cấu tạo. Cột 3, chức năng. Hàng thứ 2, cột 1, mắt. Cột 2, gạch đầu hàng thứ nhất, màng cứng và màng giáp. Gạch đầu hàng thứ 2, màng mạch. Dấu cộng thứ nhất, lớp sắc tố. Dấu cộng thứ 2, lòng đen, đồng tử. Gạch đầu hàng thứ 3, màng lưới. Gồm có, dấu cộng thứ nhất, tế bào que, tế bào nón. Dấu cộng thứ hai, tế bào thần kinh thị giác. Hàng thứ ba, cột 1, tai. Cột 2, gạch đầu hàng thứ nhất, vành và ống tai. Gạch đầu hàng thứ hai, màng nhĩ. Gạch đầu hàng thứ ba, chuỗi xương tai. Gạch đầu hàng thứ tư, ốc tai, cơ quan cocci. Gạch đầu hàng thứ năm, vành bán khuyên. Các em hãy nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu ở bảng 66.8. Bảng 66.8, các tuyến nội tiết. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, tuyến nội tiết. Cột 2, hormone. Cột 3, tác dụng. Hàng thứ 2, cột 1, tuyến yên. Cột 2, gạch đầu hàng, tăng trưởng, mở ngoặc, GH, đóng ngoặc. Cột 1, một nhỏ, thùy trước. Cột 2, gạch đầu hàng thứ nhất, TSH. Gạch đầu hàng thứ 2, FSH. Gạch đầu hàng thứ 3, LH. Gạch đầu hàng thứ 4, P, R nhỏ, L. Cột 1, 2, thùy sau. Cột 2, gạch đầu hàng, ADH. Gạch đầu hàng tiếp, oxytocin, mở ngoặc, viết tắt là OT, đóng ngoặc. Cột 1, tuyến giáp. Cột 2, gạch đầu hàng, tyrosin, mở ngoặc, TH, đóng ngoặc. Cột 1, tuyến tụy. Cột 2, gạch đầu hàng, insulin, gạch đầu hàng tiếp, glucagon. Cột 1, tuyến trên thận, một nhỏ, vỏ tuyến. Cột 2, gạch đầu hàng thứ nhất, aldosterone, gạch đầu hàng thứ 2, cortisol, gạch đầu hàng thứ 3, androgen, mở ngoặc, kích tố nam tính, đóng ngoặc. Cột 1, hai nhỏ, tủy tuyến. Cột 2, adrenaline và noradrenaline. Cột 1, tuyến sinh dục, một nhỏ, nữ. Cột 2, estrogen. Cột 1, hai nhỏ, nam. Cột 2, testosterone. Cột 1, 3, thể vàng. Cột 2, progesterone. Cột 1, 4, nhau thai. Cột 2, hormone nhau thai. Phần cơ quan sinh dục, dựa vào sự hiểu biết về các điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai, người ta đã đề ra các nguyên tắc cần tuân thủ để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc phải nạo phá thai và thực hiện được kế hoạch hóa gia đình. Vậy các điều kiện đó là gì? Các nguyên tắc đề ra là gì? Hai La Mã, tổng kết sinh học lớp 8. Cơ thể người cũng như mọi động vật, bao gồm rất nhiều cơ quan, hệ cơ quan khác nhau. Mỗi cơ quan đảm nhận một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều được cấu tạo bằng các tế bào, nên tế bào được coi là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. Các tế bào tồn tại luôn luôn đổi mới thành phần, lớn lên và phân chia là do thường xuyên được cung cấp các chất dinh dưỡng dưới dạng các hợp chất đơn giản. Nhờ đó, tế bào có thể tổng hợp nên những hợp chất phức tạp đặc trưng cho từng cơ quan và cơ thể. Quá trình đồng hóa với sự tham gia của các hệ enzyme có trong tế bào. Chính những hợp chất đơn giản này
lại là kết quả của quá trình biến đổi những hợp chất phức tạp có trong thành phần thức ăn lấy ở môi trường ngoài nhờ các cơ quan tiêu hóa, trong quá trình hoạt động của các tế bào, co rút của tế bào cơ, tiết của tế bào tuyến, truyền hưng phấn của tế bào thần kinh, hoạt động đổi mới thành phần của tế bào, v.v. đòi hỏi phải tiêu dùng năng lượng. Nguồn năng lượng này chính là do quá trình oxy hóa các hợp chất tích năng lượng có trong thành phần của các tế bào cung cấp do quá trình dị hóa. Nhờ oxy hóa của không khí bên ngoài được cơ quan hô hấp tiếp nhận theo dòng máu và thông qua nước mô tới tận các tế bào. Kết quả của quá trình dị hóa, một mặt tạo ra năng lượng, nhưng mặt khác cũng tạo ra các sản phẩm phân hủy, không cần thiết cho cơ thể, thậm chí còn có hại. Cuối cùng, các chất này sẽ được thải ra ngoài qua cơ quan bài tiết, như thận, phổi, các tuyến mồ hôi, v.v. Sự vận chuyển các chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hóa cung cấp cùng oxy từ cơ quan hô hấp tới các tế bào, đảm bảo cho quá trình đồng hóa và dị hóa ở tế bào, đồng thời chuyển các sản phẩm phân hủy từ tế bào tới các cơ quan bài tiết theo dòng máu là nhờ các cơ quan tuần hoàn. Nhờ vậy, hoạt động của các cơ quan trong cơ thể không biệt lập mà phối hợp ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng để thực hiện một quá trình sinh lý cơ bản, đó là quá trình trao đổi chất ở phạm vi tế bào, giữa tế bào với môi trường bên trong như máu, nước mô và bạch huyết, để đảm bảo cho quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa, tức là quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở trong tế bào có thể thực hiện được một cách liên tục. Các quá trình trên thực hiện được lại chính là nhờ sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài, thông qua các cơ quan tiêu hóa, hô hấp, bài tiết và nhờ cơ quan tuần hoàn là môi giới trung gian. Sự thay đổi hoạt động sống của cơ thể liên quan đến sự tăng giảm nhu cầu vật chất và năng lượng của các tế bào, từ đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của các cơ quan của cơ thể. Điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan trong đời sống của cơ thể cho phù hợp với sự thay đổi hoạt động từng lúc ở từng nơi, phù hợp với nhu cầu trao đổi chất của cơ thể là do hệ thần kinh đảm nhiệm, thực hiện bằng các cơ chế phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, ảnh hưởng thần kinh, và có sự tham gia, hỗ trợ của các tuyến nội tiết, ảnh hưởng thể dịch. Trong sự điều hòa hoạt động của các cơ quan, bảo đảm cho cơ thể là một thể thống nhất toàn vẹn. Ngoài ra, còn có các cơ quan sinh sản thực hiện chức năng duy trì nòi giống, đảm bảo cho sự tồn tại của loài thông qua quá trình thụ tinh, thụ thai, mang thai và sinh con, nuôi dưỡng con bằng sữa. Câu hỏi ôn tập học kỳ 2 và tổng kết sinh học lớp 8. 1. Cơ thể có những cơ chế sinh lý nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể? 2. Cơ thể có thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển, cho ví dụ minh họa. 3. Cơ thể điều hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào, cho ví dụ minh họa. 4. Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, cần phải chú ý những gì? 5. Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.